34 năm đã đi qua, người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi, dù đã ổn định cuộc sống ở hải ngoại, vẫn luôn nghĩ về những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sống lay lắt khốn khổ trong nước dưới sự phân biệt của chính quyền cộng sản. Những hình ảnh lê lết chợ đời mưu sinh, những hồ sơ thương phế binh được lưu giữ trân trọng là các động lực chính để khu hội cựu tù nhân chính trị San Jose, cộng đồng Việt Nam Bắc Cali thường tổ chức các nhạc hội tình thương, hầu có ngân quỹ giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở quê nhà. Ngày 22 tháng 3 2009, lúc 2 giờ chiều tại Unified Center, thành phố San Jose, Bắc California, mang ý nghĩa đó, một nhạc hội đã được tổ chức với sự tham dự của các ca sĩ Tuấn Vũ, Phương Quế, Mai Lệ Quyền và các ca sĩ Bắc Cali. Trên 1.500 người đã đến dự. Các ca sĩ đã mang tiếng hát và tấm lòng của mình đến với từng khán giả. Một miếng khi đói bằng một đói khi lo, đó là cái câu của Việt Nam chúng ta thường nói ra. Và như năm rồi chúng tôi đã làm, đã thành công và đã gửi về cho anh em thương phế binh tại quê nhà được gần 419 hồ sơ. Thì tiếp tục năm nay với tấm lòng thiện nguyện của các ủng hộ viên, của các chiến hữu đã tổ chức cái đại nhạc hội năm nay, thì chúng tôi hy vọng rằng cái số thời hồ sơ của chúng tôi có càng ngày càng cao lên, thì chúng tôi sau khi trừ chi phí, chúng tôi sẽ gói gắm để gửi về tất cả cho anh em thương binh còn tại Việt Nam. Theo các thống kê đáng tin cậy, thì trong cuộc chiến tranh Việt Nam có còn khoảng 300.000 người, 300.000 quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tử thương. Và theo cái tỷ lệ mà thường chúng ta nhận thấy mỗi lần đụng với địch, Việt Cộng cũng như Bắc Việt, thì khi chúng ta có một tử thương thì chúng ta có 3 người bị thương. Thì nếu chúng ta có 300.000 quân nhân tử thương thì cái số bị thương trong cuộc chiến tranh vừa qua lên đến 900.000. Hôm nay trước khi dứt lời, tôi xin một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị, và tôi xin cầu chúc đại nhạc hội qua tình thương năm nay được kết quả mong muốn. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, với vai trò hậu vệ, chúng tôi rất hãnh diện và luôn luôn tự hào là con cháu của cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trời khá lạnh, nhưng thật ấm áp tình người Việt hải ngoại dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kinh tế thời điểm này thật khó khăn cho mọi đóng góp. Từng tờ, 1 đồng, 5 đồng hay 20 đồng được cho vào các thùng tiền, không đưa đến con số như ý để thiết thực hỗ trợ đời sống thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở quê nhà. Nhưng những sinh hoạt như thế này vẫn giữ mãi tâm tình. Chúng tôi không quên các anh.